Chào mừng quý vị trở lại kênh Hà Thành Audio. Ở video clip này thì shop Hà Thành xin review với quý vị cũng như là giới thiệu với quý vị tham khảo giá 12 cặp loa Buxell và một chiếc âm ly hệ đời mới của hãng Madang. Đấy, nguyên thùng shop. Đầu tiên thì em xin đi vào hai cặp loa đến từ Đan Mạch, là một cặp loa đến từ thương hiệu Din Audio. Đầu tiên là một cặp Audio Audacity 42 Maple. Đây, 14 kg quý vị nha. Thông số đó này. Đấy. Made in Đan Mạch nha. Đấy, cặp này thì nó về với tình trạng là đẹp như mới quý vị nhá. Đây, giấy tờ thùng xốp đầy đủ nhá. Đấy, thùng xốp là thùng xốp đẹp luôn. Vỏ góc cạnh mặt loa thì đang còn đẹp tinh nhá. Chưa hề có bị chảy sờn gì, gọi là đẹp như mới rồi. Sử dụng chiếc bát là 16 cm và một chiếc tép đom cao cấp của hãng Din. Cặp loa Din Audio Audi C42 này thì sử dụng chiều cao 28, chiều rộng 18 và chiều sâu là 24 cm. Nó bé này thôi nhưng mà nó đòi hỏi công suất âm ly nó cũng phải lớn chút các anh nhá. Âm ly phải trên 200W rồi anh nhá. Đây, thùng xốp đẹp tinh nhá. Đây. Cặp này cũng là kề series quý vị nhá. Series của nó, cặp này là đuôi là 075 này. Chiếc bên này là 074 quý vị nhá. Đây. Audacity 42 nhá. 4 ohm hãng Din Audio. À, lỗ thông hơi vì sao? Nó cũng thuộc dạng dòng high-end đời mới quý vị nhá. Cặp loa nó đang còn đẹp ngay ngắn này. Quý vị nào muốn sở hữu một cặp loa nó đẹp như mới thì liên hệ với em nhé. Đấy. Em xin báo giá luôn cặp Audacity 42 đến từ thương hiệu Din Audio. Thì shop Hà Thành xin báo giá với quý vị là 10.500.000 đồng nhé. Cặp loa đẹp như mới. Đấy, gọi là hàng lướt nhưng mà đẹp như mới nhé. Nguyên thùng xốp catalog. Và tiếp theo một cặp loa nữa và bên em thường xuyên bán là cặp Din Audio 2/8 quý vị nhé. Cặp Din 2/8. Đấy, cặp này thì cũng tình trạng cũng như cặp Audacity 42 nhé. Nguyên thùng xốp, giấy tờ phụ kiện đầy đủ nhé. Này, giấy tờ phụ kiện đầy đủ, sạch tinh này. Này, vỏ thùng cũng như là tuyến loa thì là đẹp như mới rồi. Không có vết lỗi quý vị nhé. Đẹp tinh luôn, đẹp 99% rồi. Đây là phía sau. Đấy. Chiếc này là DM298 quý vị nhé. Chiếc này nó cũng kề series giống chiếc kia quý vị nhé. Cũng đuôi, em nhầm là đuôi 70-71 nhé. Đấy, cặp này nó đẹp tinh như mới rồi. Gọi là quý vị nào mà chơi loa Âu mà chơi Din rồi thì nhìn những cái cặp loa như này quý vị sẽ biết cái chất của nó nhé. Dòng này quý vị có thể ghép với âm ly đền ông 2000 trở lên, khai thác chất âm tốt nhé. Nghe nhạc Tây, nhạc vàng thì rất là hay, trầm rất sâu, trầm 20 thôi. Cặp này 2/8 nghĩa là cặp này nó 8 in quý vị nhé. Bát 8 in tương đương với bát 20 nhé, trung đom, à một tép đom cao cấp nhé. Đấy, bát 20, tép đom, mặt mũi sạch đẹp. Dòng này thì em có hai cặp quý vị nhá. Đây một cặp nữa ở đây. Cặp này thì đời nó ra trước nên vỏ nó màu đậm, màu đỏ hơn nhá. Cặp này hiện trạng không thùng xốp thì nó giá nó sẽ rẻ hơn cặp em nó quay nguyên thùng xốp này 1,5 triệu quý vị nhá. Em xin báo giá luôn cặp Din Audio có cái model là DM2/8, đẹp như mới, đẹp 99% rồi. Thì shop Hà Thành xin báo giá với quý vị là 12.500.000 đồng nhé. 12.500.000 đồng. Quý vị nào mà chơi cặp mà không thùng xốp thì như em đang xếp ở kia thì là 11 triệu tròn quý vị nhé. Cặp này là cặp đẹp, quý vị này chơi thì có thể là sưu tầm, cũng như là sau này mà mình có kỷ niệm hay bán tặng lại cho ai thì nó nguyên thùng xốp, nguyên giấy tờ thì nó cũng là một cái rất hay quý vị nhé. Ok quý vị, Din Audio mã DM2/8 shop Hà Thành bán với giá là 12.500.000 đồng. Tiếp sang là em xin review một số cái cặp loa Buxell dòng bé hơn. Đấy, dòng bé hơn. Dòng bé nhưng mà toàn là loa đến từ Anh quý vị nhá. Chất liệu, chất lượng cao, chất lượng tốt cũng như hình thức đẹp, chất âm thì nó rất là hay rồi. Dòng Anh thì Buxell rất hay rồi. Cặp đầu tiên mà review quý vị là cặp Gatle. Đấy, cặp Gatle. Cặp này sở hữu chiếc bát là 12 cm. Đấy, tính cả vành này khoảng 13 quý vị nhá. Đấy, mang dạng là chảy nhựa này. Đấy, nón gân cao su zin nhá, nón là nón nhựa này. Đấy, nón hỏa tiễn như này nhá. Chiếc tép đom, đấy, thương hiệu Gatle Gale này thì nó mạ vàng nó xếp ở trên này quý vị nhá. Đấy, nó làm rất chắc chắn, nhôm đúc hết nhá. Tất cả là hợp kim nhôm đúc hết này.
Đấy, rất chắc chắn. Tép con này rất sáng quý vị nhé, trầm nó cũng khá là hay, tiếng gọi là nhẹ nhàng. Đây là cái cặp căng zin. Đấy, căng zin. Đấy, nó có thương hiệu Galea đây quý vị nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Hai chiếc ngay ngắn như một. Cặp này sở hữu chiều cao là 22, chiều rộng 19 và chiều sâu là 16 cm. Đấy. Chiều rộng 14, chiều sâu 16 quý vị em nhầm. Chiều rộng 14, chiều sâu 16. Đây là cái phía hậu sau. Đấy, phía hậu sau nó tem cờ rất đẹp nhá. Gale dòng này là series 30 này quý vị này. Đấy, mã của nó là 3010S. www.gale.com.uk nhé. Dòng này sản xuất ở Anh quý vị nhé. Dòng này nó đặc biệt hay là nó đánh được âm ly, có thể đánh nó từ 4 đến 8 ohm nhé. Đấy, nó bé nhưng mà công suất 100W một chiếc nhé. Ở dưới là cái serial này. Đuôi 039 này. Đấy, 039 này quý vị nhé. Trùng seri nhé. 0039 này. Chiếc này 0039 này. Cọc dương cọc âm. Đặc trưng cầu của Anh rồi. Ok quý vị, với cặp loa đầu tiên trong cái dãy loa Anh Buxell Mini nhỏ thì số bà Thành xin báo giá với quý vị một mức giá rất tốt nhé. Gọi là cặp mở hàng theo dòng series loa Buxell bé nhé. 1.800.000 đồng quý vị nhé. 1.800.000 đồng. Còn rẻ như cái cặp loa Buxell Nhật bé này nhé. Ok quý vị, tiếp sang cặp thứ hai. Cặp này đến từ thương hiệu Tannoy. Đấy, thương hiệu Tannoy. Cặp này là cặp Tannoy Mercury FR quý vị nhé, Mercury FR nhé. Sở hữu chiếc bát là 12 cm, tính cả vành này khoảng 13 quý vị nhé. Đấy, mang đặc trưng của Tannoy. Nón lõm này, gân cao su zin này. Đấy, rất mềm nhé. Gân cao su zin này, một chiếc tép đon. Đấy. Đấy, chiếc bên này thì nó cũng hơi sờn, như cái này thì bọn em sẽ vệ sinh keo lại cho quý vị để cho nó đảm bảo nó vẫn kêu chuẩn nhé. Đấy, thương hiệu Tannoy đặt phía dưới này. Ekang zin đẹp tinh này quý vị nhé, sạch tinh này. Đấy, những cặp bé là quý vị có thể nghe phòng ngủ nhỏ hoặc là ghép âm ly đa kênh ở các cái phòng khách để bổ trợ cái giải trung giải tép cho cái bộ dàn này mình. Thiết kế màu gỗ rất là đặc trưng cũng như là đẳng cấp nhé. Xi rất đẹp luôn. Đấy, lỗ thông hơi đặt phía sau. Cặp này quý vị có thể treo nhé, nó thiết kế được cái phần treo nhé. Mercury FR này. Đấy, series của nó là đuôi 354 này. Bé nhưng mà nó phải đẹp và sạch như này quý vị nhé. Sạch đẹp như này nhé. Cái căng đẹp tinh rồi. Ok quý vị, với cặp thứ hai trong cái chuỗi Buxell Mini thì với cặp Tannoy Mercury FR thì số Hà Thành xin báo giá với quý vị là 2.500.000 đồng quý vị nhé. 2.500.000 đồng cặp Buxell đến từ thương hiệu Tannoy. Giá quá tốt rồi, nó còn rẻ hơn những cặp loa của Nhật quý vị nhé. Ok quý vị, tiếp tục là một cặp loa đến từ thương hiệu Zoger. Đấy, thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng của Anh quý vị nhé. Là làm rất nhiều cặp Buxell đẳng cấp. Đấy, quý vị nào chơi loa Anh mà chơi Zoger thì quý vị biết. Đấy, căng zin đang sạch đẹp như này. Đấy. Hai chiếc ngay ngắn như một nhé, tem cờ đầy đủ. Cặp loa này được thiết kế mặt trên này dạng si nhưng mà nó hơi giống giả da quý vị nhé. Màu da này nhé. Còn mặt trước này thì nó làm cũng dạng màu gỗ khảm nu nhé. Khảm nu nhé. Đấy, rất sang trọng. Sử chiếc bát là 15 cm. Đấy, gần 16, tính ở vành thì 16 vị nhé. 15 cm. Màng lõm này, đặc trưng này. Màng lõm này, màng kim loại nhé. Mà gân nó vẫn có số series để đủ đấy quý vị nhé. Gân vẫn có số series nhé. Trùng series trên gân này luôn. Đấy. Bé này nhưng bát đánh rất là chắc quý vị nhé. Và một cái chiếc tép đom trên. Đấy, tép đòn mà dạ hơi lồi vắt vắt lồi này. Dòng này đánh đều được 3 giải quý vị nhé. Trung bát tép lên rất tốt nhé. Đấy, vỏ gỗ khảm nu màu vàng rất đẹp. Cặp loa sở hữu chiều cao là 30, chiều rộng 17 và chiều sâu là 19 cm. Đấy, đây là phía sau, tem cờ đầy đủ nhé. Cặp này kề series quý vị nhé. Chiếc bên này là 335425 nhé. Chiếc bên này là 335426. Đấy. Đấy, designer in England quý vị nhé. Đấy, thiết kế England nhé. Dòng Roger này là nó ghi rõ luôn, Roger International Limited này. Đấy, 8 ohm nhé. Cặp này có mã là R330. Đấy, R330 quý vị nhé.
chạm loa đặc trưng của Jugger, lỗ thông hơi phía sau. Cái dòng Jugger này thì những cặp búp xeo nhưng mà cái chất lực nó rất là tốt quý vị nhé, tiếng rất là hay. Ok quý vị, với cặp loa thứ ba trong cái dàn loa búp xeo mini đến từ thương hiệu Jugger, có cái model là R330 thì shop Hà Thành xin báo giá quý vị là 2.800.000 đồng quý vị nhé. Đấy, 2.800.000 đồng cặp loa bát 15. Chất âm anh thì nó quá hay rồi, mà giá thì rẻ cả loa Nhật. Ok quý vị, tiếp sang một cái cặp loa đến từ thương hiệu Mission. Này. Hay còn được gọi là Mission, Mission, Mission quý vị nhé. Cũng sử dụng chiếc bát là 14 cm. Đây. Màng này của nó dạng màng carbon quý vị nhé. Đây. Màng sần carbon này. Sợi carbon đấy, quý vị nhìn này. Màng như da rắn luôn. Nón lõm, đấy, gân cao su zin. Gân cao su zin. Những cái dòng này gân gấp phải zin quý vị nhá, mà thay rồi chất âm nó không chuẩn nhá. Đấy, và thiết kế một cái tép đom ở dưới này, làm vát này, đấy, tem Mission nhôm đặt phía dưới này. Loa cũng được thiết kế dạng giấy xi màu vàng nhạt quý vị nhá, màu gỗ sồi nhá. Đấy, nó làm hơi bom bê trước như này. Đấy, cặp bay căng này, làm sạch tinh như này. Chấu nhựa là vải nhá. Cặp Mission này có model là M71 thì sở hữu chiều cao là 30, chiều rộng 18 và chiều sâu là 28 cm. Khá là sâu quý vị nhỉ. Nó bé này mà nội lực nó rất là tốt nhé. Quý vị có thể ghép với những cái âm ly của Anh hoặc âm ly của Đức mà công suất khoảng trên 50W là quý vị chơi tốt nhé. Cặp này nó làm rất kỹ, nó làm cả cầu B-Ride quý vị nhé. Đấy. Nó là dòng cổ nhé. Đây là cái tem này. Mission M71 này. Công suất là 75W trở kháng 8 ohm. Đấy, rất dễ đánh. Hai quay bát reflex cũng có lỗ thông hơi nhé. Lỗ hơi phía sau này quý vị nhé. Đây lỗ hơi này vẫn còn nguyên bông này. Đấy, quý vị là hàng bãi về nguyên bông, quý vị là về để sẽ rút ra nhé. Còn hãng ta để này để tránh bụi quý vị nhé. Em xem series này. Series chiếc này đuôi 6455. Chiếc bên này cũng 6455 quý vị nhé. Thế là đảm bảo rằng là cặp loa nó trùng series thì nó chơi quá hay rồi. Ok quý vị, với cặp loa thứ tư trong cái show mini thì với cặp loa đến từ Anh có thương hiệu Mission, model là M71 thì shop Hà Thành xin báo giá với quý vị là 3.500.000 đồng quý vị nhé. 3.500.000 đồng, sử dụng bát là 14 cm và tép đo, chất âm thì rất là hay, đẹp đều của ba giải quý vị nhé. Ok quý vị, lại quay lại một cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy. Cặp này thì bát lớn hơn quý vị nhé. Đây hàng bãi về quý vị thấy này, các cái chặn bông của bên hãng người ta vẫn để nguyên này quý vị nhé. Đấy, tránh bụi, tránh chuột nhán nhé. Cặp Tannoy này sở hữu chiếc bát là 15 cm. Đấy, gần 16 quý vị nhé. Nếu tính ở vành này 16 này. À, một chiếc tép đong. Đấy cũng là màng đặc trưng của Tannoy thôi, màng phủ nhựa, nón nhựa là gân cao su zin này, mềm nhũn quý vị nhé. Này gân cao su mềm nhũn này. Cũng được thiết kế với cái vỏ vàng nhạt này quý vị nhé. Cặp loa Tannoy được thiết kế chiều cao 30, chiều rộng 18, chiều sâu là 22 cm. Đây là cặp bê căng zin nhé, vải zin quý vị nhé, sạch tinh này. Đấy. Gọi là nó đẹp thì nó đẹp từ trong ra ngoài rồi. Đấy. Đấy, thùng quách căng đét chứ, chưa bị sờn chứ gì. Cặp này là Tannoy Mercury M1 quý vị nhé, series của nó đuôi là 1019. Chiếc bên này 1020. Đấy, nghĩa là kề quý vị nhé. Thùng quách đang còn cứng cáp như này. Gọi là đẹp như mới rồi. Ok quý vị, em xin báo giá luôn. Với cặp loa thứ 5 trong cái series dòng loa Buxell Midi cỡ trung, cặp Mercury F1 này thì shop Hà Thành báo giá quý vị là 3.500.000 đồng quý vị nhé. 3.500.000 đồng, giá nó quá hợp lý rồi. Bát 16 quý vị nhé. Đấy, tiếp sang là một cặp loa cuối cùng trong cái series Buxell, series bé hôm nay, là một cái cặp loa đến từ thương hiệu DK quý vị nhé. Dynamic Audio nhé. Dynamic Audio là hãng của nó là hãng DK này. Đấy, đây là viết tắt nhé. Mặt trước được thiết kế dạng nhựa giả da đấy quý vị nhé. Nhựa giả da này. Nhựa giả da rất đẹp nhé. Này, nhựa giả da.
Sử dụng chiếc bát là 15 cm, tính cả vành là 16 quý vị nhá. Gọi là màng kim loại, nón kim loại này. Gân là gân cao su zin này và một chiếc tép đom, đom. Dòng đom này nó làm cũng rất là hay quý vị nhá, tiếng rất là bén nhá. Đấy. Làm dạng cũng cạnh vát Bombay như này. Vát Bombay. Cặp loa sử dụng chiều cao 33, chiều rộng 18,5 và chiều sâu là 28 cm. Góc cạnh loa cũng như là tuyến loa đang đẹp tinh lên quý vị nhá. Đây càng này. Càng có chữ DK này nhá, DK nhôm này nhá. Khung chấu đấy. Khung của nó là bằng gỗ nhá, chấu nhựa nhá. Đấy, mặt căng thì vải đang đẹp zin như này. Đấy, mặt sau làm Bombay rất đẹp quý vị nhá. Ở cái tuyến đằng sau này nó cũng làm dạng xi nhưng mà nó cũng giả da quý vị nhá. Nó hơi giống các cái dòng Sunfarber ấy. Đấy, lỗ thông hơi rất to, cặp này lực bát tốt quý vị nhá. Dynamic Audio này, DK này. Highway Reflex nhá, có lỗ hơi quý vị nhá. Đấy. Loa là đánh từ 4 đến 8 ohm này. Công suất 150W, độ nhạy 90 decibel. Đấy, sản xuất UK Anh này quý vị nhá. Dynamic Audio này. Đấy. Cặp này cũng đánh BRI này quý vị nhá. Đánh BRI luôn. Loa gọi là cũng là rất là gấu nhá. Ok quý vị, em xin báo giá luôn với cặp DK Dynamic Audio với có cái model là Silver 5.1 quý vị nhá. Silver 5.1. 5.0, xin lỗi, Silver 5.0. Của hãng DK thì em xin báo giá luôn quý vị là 3 triệu. Đấy, 3 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhá. 3 triệu 500 nghìn đồng, giá rất hợp lý rồi. 3 triệu 500 nghìn đồng cho cặp Buxell đẳng cấp. Ok quý vị, tiếp theo em xin đi sang một cái cặp loa đến từ hãng BMW quý vị nhé. Cặp này sử dụng chiếc bát là 10, tính cả khung là 18 cm. Đấy, tính theo gân là 16 quý vị nhé, 18 cm. Màng dạng màng Kevlar quý vị nhé, màng Kevlar màu đen này nhé. Nón là nón nhựa, gân cao su zin, mềm nhũn luôn. Tất cả hệ khung gông là nhôm đúc nhé, củ xương xương gang đúc luôn. Đấy, mặt trước này làm dạng bằng nhựa, có rất là nhiều cái lỗ này. Đấy. Thiết kế đẹp cũng như là để nó tiêu âm quý vị nhé. Và một cái chiếc tép tương tự lên những cái dòng CD 500 quý vị nhé. Đấy. Cặp này thiết kế vỏ màu đen hết quý vị nhé. Vỏ màu đen. Đây là cái e-căng zin của nó. Đấy, e-căng gỗ. Chấu là chấu bằng dạng kim loại này quý vị nhé. Chấu bằng kim loại này nhé. Đấy. Chấu làm rất chắc chắn luôn. Chấu nó bằng kim loại. Căng đang đẹp, chưa sần rách gì. Cặp loa này sử dụng chiều cao là 35, chiều rộng 20,5 và chiều sâu là 33 cm. Chiều sâu 23 cm. Xin lỗi quý vị. Đây là phía hậu sau. Đây. Cùng quách đang căng đét này quý vị nhé. Lỗ thông hơi đặt phía sau này. Cũng có dạng tổ ong này. Đây. BMW DM303. Công suất 100W, trở kháng là 8 ohm. Made in England này quý vị nhé. Dòng này là sản xuất tại Anh nhé, dòng này dòng cổ nhé, sản xuất tại Anh luôn. Ok quý vị, em xin báo giá luôn với cặp BMW DM303. Đấy, đẹp ngay ngắn như này, đang còn căng đét này, thì số bà Thành xin báo giá với quý vị là 4 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé, 4 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, thậm chí nó còn rẻ những cái cặp loa của hãng Onkyo D200 hay D500 quý vị nhé. Mà chất âm bọn này thì nó tiếng nó quá hay rồi. Quý vị mà chơi những cái dòng BMW biết tiếng nó dày đẹp đều ba giải quý vị nhé. Đã chơi BMW rồi sau này quay để chơi những dòng loa hãng khác rất là khó quý vị nhé. Ok quý vị, và một cái sản phẩm tiếp theo rất đặc biệt. Sản phẩm này là đến từ thương hiệu JBL. Cặp này là model là 4312M quý vị nhé. Mắc đôi. Đấy, dòng này dòng compact monitor. Có nghĩa là cặp này là một cái cặp cấu hình thu nhỏ cặp 4312 MK2 quý vị nhé. Cặp này là cặp gọi là nó sản xuất ra để kỷ niệm. Đấy, kỷ niệm 70 năm cái cặp loa 4312 monitor MK2 quý vị nhé. Đấy. Cặp này thì nó là cấu hình thu nhỏ thôi. Sử dụng chiếc bát là nó khoảng 15 cm. Đấy, 15 cm. Màng giấy. Đấy, nón dạng nón giấy và gân là gân giấy xếp quý vị nhé. Gân vải xếp này nhé. Nó làm giống y chang con to nhưng mà cấu hình bé quý nhá. Một chiếc trung này khoảng tầm 7 cm và chiếc tép đom này vẫn là đom cao cấp nhất.
Cặp này rất phù hợp để các bác biếu tặng làm quà cũng như là các bác mua về làm kỷ niệm. Bác nào có cặp 4312 monitor rồi thì các bác có thể mua cặp này về để chơi phòng ngủ hoặc là trưng bày bên nó để cho nó đẹp quý vị nhé. Hoặc là chơi cặp này để lấy thêm cái giải chung ở tép nó rất là hay. Cặp này nó đẹp thiếu thùng xốp quý vị nhé. Đấy, đẹp tinh như này. Đấy. Cái căng nó đang sạch tinh này, căng zin đét luôn quý vị nhé. Đấy. Không có một điểm chê luôn. Đây, bên này vẫn là tem JBL này. Nó bé lại thôi nhưng mà chơi phòng ngủ tiếng rất tốt quý vị nhé. Tiếng rất rộng luôn, trầm bát tép vẫn đầy đủ hết. JBL model 4312 M mắc đôi compact monitor thì trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 90 decibel. Đấy. Cặp này sản xuất Mỹ thì quý vị nhá, UEDA này nhá. Đấy, cặp này nó có thiết kế có thể là treo đấy, quý vị bắt ốc ở đây có thể treo nhá. Hai chạm loa đặc trưng. Nó là đẹp tinh rồi. Cặp loa JBL này thì sở hữu chiều cao 31, chiều rộng 18 và chiều sâu là 18 cm. Khá là cân đối. Ok quý vị, em xin báo giá luôn với cặp loa Buxell là cặp 11 của cặp 4312 MK2 dòng monitor này thì số bàn thành xin báo giá luôn quý vị là 9.600.000 đồng quý vị nhé. 9.600.000 đồng. Đấy, những cặp này mà nguyên thùng xốp thì nó khoảng rơi khoảng 11-12 triệu quý vị nhé. Còn những cặp đẹp tinh thiếu thùng xốp này đấy, rơi hơn 8 triệu, chính thức là 8.900.000 đồng. Đấy, rất đáng để các bác sưu tầm nhé. Và tiếp sang là một cặp loa nữa đến từ thương hiệu Kip. Dòng Kip này bên em bán khá nhiều, Kip 100, Kip 300, Kip 350. Thì cặp này là cặp Kip Q300 quý vị nhé, Kip Q300. Đấy, sở hữu một chiếc bát đồng trục là 18 cm, lỗ thông hơi đặt phía trước rất to. Đấy, có cái tem Kip đây quý vị nhé, kem nhôm chạy dọc đây rất đẹp, đẹp tinh luôn rồi. Đấy. Tuyến màng đang căng này quý vị nhé, sạch tinh này. Tép đồng trục đặt phía giữa quý vị nhé. Đấy, màng này dạng mà màng nhôm này, gân cao su zin này. Đấy. Mặt trước được thiết kế màu đen. Và xung quanh thì thiết kế dạng màu giấy xi, màu vân gỗ này quý vị nhé. Nó đang đẹp đều như này, thùng hậu rất sâu. Cặp loa kép Q300 này thì sở hữu chiều cao là 36, chiều rộng 21 và chiều sâu là 31 cm. Xin đi quay phía sau. Đây là cặp bị căng quý vị nhé, căng nó bằng nhựa này. Cũng có tem nhôm chạy đây nhé, kép Q này nhé. Hai chiếc ngay ngắn đang sạch tinh này. Này, đây là phía hậu sau. Dòng này quý vị có thể đánh được B-Ride nhé. Đây, Kip này. Dòng Kip Q300. Đấy, trở kháng là 8 ohm, công suất là 120W. Đấy, số series của nó đuôi là 33C39 quý vị nhé. Bên này là 34C39. Đấy, nó kề series. Những cái dòng Kip này thì sau năm 2000 thì nó sản xuất ở China quý vị nhé. Nên là nó có cái chữ rất bé này, Made in China nhé. Nhưng mà tất nhiên là nó vẫn phải đạt tiêu chuẩn của châu Âu, vẫn đạt tiêu chuẩn của Kip rồi. Nó cũng tương tự như iPhone sản xuất ở Trung Quốc thôi. Dòng này dòng đục trục quý vị chơi nghe rất là hay ở các cái dòng nhạc vocal nhé. Nhạc nhẹ, nhạc da thì nó thể hiện rất là tốt, nhạc Tây đánh quá hay luôn rồi. Ok quý vị, em xin báo giá luôn với cặp loa Kip Q300. Đấy, sở hữu bát là 18, tép đục trục. Thì số bàn thành xin báo giá với quý vị là 8.800.000 đồng quý vị nhé. Đấy, chỉ 8.800.000 đồng. Ok quý vị, và để khép hành trình thì một sản phẩm cuối cùng mà em giới thiệu cho quý vị trong ngày hôm nay là một chiếc âm ly đời mới đến từ thương hiệu Ma Đăng, có model là PM5005. Đấy, 5005 đấy quý vị nhé, PM5005. Dòng này là dòng âm ly sản xuất đời mới của hãng Ma Đăng, sản xuất tại Trung Quốc quý vị nhé. Điện 220V này. Đấy, công suất là 110W, lau lớt AB đầy đủ quý vị nhé. Dòng này có điều khiển này. Đấy, điều khiển rồi đĩa của hãng đầy đủ quý vị nhé. Đấy, điều khiển zin luôn. Nói chung là nó là dòng gần như mới tinh quý vị nhé. Đấy, sản xuất mới tinh. Chiếc này ở hãng nó bán khoảng trên nó khoảng tầm 8-9 triệu quý vị nhé. Nhưng chiếc này nó là cái chiếc gần như chiếc demo.
nó đang gọi là đẹp đến 99% rồi. Thì shop Hà Thành xin báo giá quý vị một mức giá rất tốt nhé, một mức giá rất tốt quý vị nhé, 5 triệu tròn quý vị nhé, đúng 5 triệu tròn nhé. Một chiếc âm ly ba đăng, công suất 110W, điện 220V, quý vị về không thể dùng được nguồn, chơi tất cả các dòng bookshelf. Đấy, em vừa với review quý vị thì nó quá hay rồi. Quý vị có thể dùng ma đăng phối hợp với kíp, hoặc là những cái dòng như DK, những cái dòng Mission này giải âm rất tốt quý vị nhé. Chơi phòng ngủ cũng như là chơi phòng khách thì hình thức đẹp và chất âm hay. Ok quý vị, như vậy là shop Hà Thành cũng vừa review với quý vị 12 cặp loa và một chiếc âm ly đời mới đến từ thương hiệu ma đăng. Quý vị cảm mến những cái sản phẩm nào Hà Thành vừa review và giới thiệu thì xin quý vị liên hệ với Hà Thành Audio theo số điện thoại 0388596666. Địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới.